À vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng đến với series bình luận những trận đấu online hay nhất của cộng đồng CLT Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa tôi, Lâm 9P, đấy với cả một trong những người hiện nay đang được đánh giá là mạnh nhất ngoài Hà Nội, đó là Snoopy. Trong trận đấu này thì tôi và Snoopy đều sử dụng hai nhân vật sở trường của mình. Tôi thì là Chun-Li, còn Snoopy sử dụng Bison. Chúng ta sẽ cùng xem là trận đấu giữa một trong hai người đánh khá nhất hiện nay Hà Nội, tôi và Snoopy sẽ đánh như thế nào. Đó, Bison được mệnh danh là trùng cuối, còn Chun-Li được một trong những nhân vật chính nghĩa. Vâng, trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Cung phu to. Rồi, Snoopy đang mặc áo da cam. Vâng, pha chết hit giữa hai bên. Vâng ạ, pressure vào góc, rất khó chui ra ngoài. Tôi đang cố chui ra ngoài đây. Vâng ạ, hai người đánh cái tầm này thì phút xì cũng khá là tốt rồi, cho nên là rất ít nhảy. Mẹ vừa nói rất lâu đã nhảy. Vâng, bây giờ đây là tối ép góc. Trận đấu giữa hai cao thủ thì thường là vẫn là ở tình trạng là hai bên ép góc nhau. Vâng, khá căng thẳng, tôi bị lừa rồi. Vâng, tôi bị lừa rồi. Vâng, Bison bắn trưởng, rồi mẹ, đi chết, đi. Mẹ nó đã chạy rồi. Chết thằng con, láo luôn nè. Tôi điên lên rồi. Xong, quá hay, thực ra tôi bấm chết đấy. Vâng, round thứ 2 bắt đầu. Rất cân kèo đấy. Snoopy là một nhân vật thủ rất chắc, tôi phải rất khó khăn lúc tiếp cận. Vừa nói xong ăn đòn rồi. Ra ngoài đấy con. Địch, đánh khôn quá. Vâng, Snoopy thủ chắc thì tôi cũng phải thủ chắc nữa. Frame chap, vào góc đi con. Mẹ nói đỡ rồi. Thủ tốt quá, à. Vâng, vào góc đi. Mẹ chưa có vô rồi. Ư. Địch, nó có bật giáp này, nó sẽ ép được. Vâng, một pha bắn trưởng ép rất hay đến từ Snoopy. Bison thì có thể trong cái bản này có khả năng bắn trưởng rất là xa, đam rất là to đấy. Vâng, tôi ép rồi. Set up, reset, quá đẹp. Cần đi rồi, tỉa rồi. Ư, cơ hội. Quá đẹp. Xong rồi đấy. Quả này tôi ăn chắc. Ôi đứt mẹ, chưa xong à. Cô. Yeah. Thực sự phải thưa các bạn là tôi đánh quá hay. Mặc dù Snoopy thủ rất cứng nhưng mà với tôi chứ là gì. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi trận đấu này.